chương trình đã chính thức được livestream trên nền tảng Facebook của Đài Bi. Các cô chú, các anh chị và các bác sĩ, chúng ta có thể bắt đầu chương trình. Xin cảm ơn. Xin kính chào các cô chú và anh chị đã đến với chương trình livestream ngày hôm nay. Thì Đài Bi rất hân hạnh được chào đón các cô chú anh chị đến với buổi học trải nghiệm của lớp học thay đổi lối sống trong ngày hôm nay. Thưa cô chú anh chị, thay đổi lối sống là gì và vì sao chúng ta cần phải thay đổi lối sống? Và người học thay đổi lối sống nên cần biết những kiến thức gì để chăm sóc dinh dưỡng, giúp cuộc sống bình thường và an vui hơn? Thì tất cả những điều đó sẽ được chia sẻ đến cô chú và anh chị trong buổi livestream ngày hôm nay. Theo đó, chương trình livestream hôm nay do Đài Bi tổ chức sẽ đi qua các nội dung như sau. Thứ nhất, về tổng quan. Thứ hai, nói về chế độ ăn. Thứ ba, nói về biến chứng của đái tháo đường. Hiệu quả của thay đổi lối sống. Và cuối cùng, bác sĩ chúng ta sẽ dành vài phút để cùng giao lưu với cô chú và anh chị. Cách để cô chú anh chị có thể đặt câu hỏi cho bác sĩ của chúng ta là cô chú anh chị có thể chat trực tiếp vào cái phần chat ở Zoom, hoặc là đối với cô chú anh chị đang theo dõi trên livestream của Facebook thì chúng ta có thể bình luận trực tiếp vào một bình luận. Thì sau chương trình này em sẽ đọc các câu hỏi của cô chú anh chị để bác sĩ cùng giải đáp ạ. Và đến với buổi chia sẻ ngày hôm nay, Đài Bi rất hân hạnh nhận được sự chia sẻ của bác sĩ chuyên khoa 1 Trần Vũ Lan Hương. Thì tốt nghiệp bác sĩ chuyên khoa 1 tại Đại học Tổng hợp Thành. Bác sĩ Hương hiện là giảng viên bộ môn thực hành dinh dưỡng và an toàn thực phẩm của trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch. Với hơn 17 năm kinh nghiệm làm tại các bệnh viện và tổ chức chuyên về vấn đề dinh dưỡng và nội tiết, bác sĩ Hương hiện là chuyên gia trong việc kiểm soát và cải thiện chỉ số đường huyết bằng việc ứng dụng các kiến thức khoa học về dinh dưỡng vào cuộc sống tại Việt Nam. Và sau đây em xin hân hạnh mời bác sĩ có đôi lời chào đến các thành viên hôm nay và bắt đầu phần chia sẻ của mình ạ. Cảm ơn MC. Xin kính chào quý cô chú và anh chị. Hôm nay để bắt đầu cái buổi trao đổi ngày hôm nay, chúng ta sẽ nói chút xíu về những cái vấn đề liên quan tới đái tháo đường và tại sao chúng ta phải quan tâm tới nó. Thì để có thể nhìn nhau và có thể trao đổi được thì rất là mong các cô chú anh chị có thể bật camera lên để mình cùng trao đổi, nhưng đồng thời mình tắt cái micro đi, mình mở camera lên thôi để mình nhìn nhau, mình nói chuyện với nhau. Cô chú anh chị là mình đang sử dụng điện thoại hay là tablet hay các máy tính bảng, mình có thể nhấn cái nút mà nó có cái hình mà quay phim á, mình có thể mở để có thể trao đổi với nhau. Rồi bây giờ để bắt đầu thì xin mời tất cả các cô chú anh chị và các bạn cho tôi hỏi một chút xíu là bây giờ hôm nay những người tham dự ngày hôm nay thì ai trong chúng ta là người đái tháo đường tiếp 1, đái tháo đường tiếp 2 hay là đái tháo đường thai kỳ, thì mời chúng ta để đánh vào trong cái ô chat hoặc là đánh ở trên cái fanpage của Diabetes để có thể là tùy theo cái số lượng ai là bị nhiều thì tôi sẽ nói tập trung về cái chuyện đó. Đây là có thấy nè, đái tháo đường tiếp 2, đái tháo đường tiếp 2, có một chị là đái tháo đường tiếp 2, vợ em bị đái tháo đường thai kỳ, đái đường tiếp 2, Cường Nguyễn là tiền tiểu đường tiếp 2, wow, như vậy nãy giờ chủ yếu là chúng ta là đái tháo đường tiếp 2, ngoài ra là có đái tháo đường thai kỳ và tiền tiểu đường. Như vậy thì hôm nay Hương sẽ nói chính về đái tháo đường tiếp 2. Đái tháo đường thai kỳ á, thì sẽ ăn giống giống như đái tháo đường tiếp 2, chỉ là điều chỉnh chút xíu vào buổi sáng khác với đái tháo đường tiếp 2 mà thôi, còn lại là giống. Còn đái tháo đường tiền tiểu đường á, thì mình sẽ ăn giống đái tháo đường, mình sẽ ăn hướng theo đái tháo đường. Như vậy chốt lại á, thì nếu như mà nói về đái tháo đường ở đây nổi bật nhất chỉ cần Hương trao đổi về đái tháo đường tiếp 2 thôi thì các cô chú anh chị có thể biết rồi. Rồi bây giờ cho Hương hỏi tiếp câu nữa nha. Là
Bây giờ trong cái vấn đề về đái tháo đường và đặc biệt đái tháo đường type 2 thì các cô chú anh chị muốn Hương ngày hôm nay trao đổi về vấn đề gì? Dinh dưỡng, vận động, hay là những cái vấn đề về thuốc, về đường huyết của mình không ổn? Mình cứ việc chat ở trong ô chat để mình nói ha. Đây, mình muốn biết về chủ đề gì, về đường của mình, hay về ăn uống, về cách sử dụng thuốc, về kiểm soát cân nặng, về vận động như thế nào, hay về vấn đề khác, tinh thần hay cái gì đó, thì các cô chú anh chị thử đánh vào trong ô chat xem mình quan tâm vấn đề gì. Thì hôm nay mình sẽ nói chính về cái đó. Nói chủ đề gì cũng được, tại vì là bác sĩ Hương là bác sĩ nội tiết và luôn dinh dưỡng, cho nên muốn nói chủ đề gì cũng được. Vận động, Hưng thì muốn dinh dưỡng và thuốc, Thủy thì muốn tất cả. Không, chúng ta không nói tất cả được, chúng ta chỉ có thể nói được một thứ thôi. Mấy thứ, vấn đề gì quan trọng nhất, tác dụng phụ của thuốc, muốn biết về sử dụng thuốc, tác dụng phụ của uống thuốc tiểu đường đối với cơ thể, về đái tháo đường, về dinh dưỡng, về vận động. Trong đây Hương thấy là về dinh dưỡng là 7 trên 11. Còn lại là chúng ta có khoảng 3 là về vận động, 2 về vận động và 3 là về sử dụng thuốc. Vậy thì hôm nay là Hương sẽ nói chính về trước là về dinh dưỡng. Sau đó thì nếu mà chúng ta vẫn còn thắc mắc gì thì có thể hỏi thêm Hương về những cái vấn đề liên quan của mình. Vậy ha. Bây giờ Hương sẽ nói về dinh dưỡng trước. Bởi vì thật ra khi mà mình cầm cái xét nghiệm là tiểu đường á, thì mình sẽ bác sĩ sẽ cho mình toa thuốc. Nhưng sau khi cho mình toa thuốc xong thì cái câu hỏi mà mình hiện ra trong đầu á, là mình ăn sao đây? Thì thường bác sĩ á, sẽ khá là bận, cho nên sẽ cho mình lời khuyên là nhớ về kiêng tinh bột nha, không ăn đường nha, nhớ tập thể dục nha, và uống thuốc đều nha. Đó là những lời khuyên chúng ta thường nghe. Nhưng mà để cụ thể những cái vấn đề đó như thế nào thì xin phép một cô chú hoặc anh chị nào đó có kinh nghiệm về cách ăn uống của đái tháo đường, mình có thể mở micro để trao đổi với nhau. Dạ xin mời. Xin mời ai cũng được, mình có thể chia sẻ cái cách ăn của mình hiện tại như thế nào. Dạ ai có thể nói được không ạ? Anh Hưng. Anh Hưng là nãy đánh nó được tiếp 2 anh Hưng. Hình như em nhớ nãy anh Hưng đánh là vậy. Không anh Hưng. Mời anh Hưng mở micro. Dạ thưa bác sĩ, tôi cũng đang cần bác sĩ tư vấn về dinh dưỡng. Thật ra cái chế độ ăn của tôi thì cũng bình thường thôi, tại tôi thì đi làm từ sáng cho tới chiều tối mới về. Thật ra nhiều khi buổi trưa mình đôi khi mình không có ăn theo cái chế độ bình thường của người bình thường được, mà mình phải đem cơm theo mình ăn. Thường thường là ở nhà thì cũng có bà xã làm bác sĩ, nhưng mà bệnh nhi thì cũng có nói với tôi là nên chế độ ăn nhiều rau, rồi sau đó mình vận động cho nó thích hợp, cũng uống thuốc đều bình thường hàng ngày vậy. Anh Hưng có thể tả cho em cái bữa cơm tối của anh Hưng là bao gồm bao nhiêu cơm, bao nhiêu đồ ăn, canh rau như thế nào, trái cây ra làm sao? Thường chuẩn bị cho tôi là cơm thường thường từ được một chén yeah. khoảng một chén cơm yeah. Trong bữa ăn lúc nào cũng có rau yeah. cũng có rau, rau thịt nói chung, rồi luôn luôn lúc nào cũng có trái cây. Em thấy là khá là đầy đủ, nhưng cho em hỏi chi tiết một chút xíu là nếu như mà thịt thì anh Hưng thường ăn cỡ bao nhiêu, ví dụ nếu như mà tính để vô chén thì anh Hưng ăn cỡ bao nhiêu của phần chén? Cỡ khoảng hơn nửa chén, cỡ khoảng hơn nửa chén. Dạ. Cùng với rau những hơn nửa chén. Hơn nửa chén thịt.
Cái đó là không có tính rau nha, còn cần Dạ đúng. rau riêng, cái phần đó riêng nha, Dạ ăn đúng. rau riêng nha. Dạ đúng. Rau thì rau Yeah. sống hay là rau chín anh Hưng ha? Rau rau thường thường thì mình sẽ có những cái phần, thí dụ như ngày nào mà có thể ăn mấy cái món cuốn thì mình ăn sang rau sống, Dạ. còn không thì mình sẽ có những cái món giống như là salad trộn, hoặc Dạ. là có những cái món canh rau, rau mồng tơi, rau ngót, hay là đại khái là canh rau vậy đó. Dạ. Cho em hỏi là cái tổng cái lượng rau nếu mà vớt ra chén thì anh Hưng ăn được cỡ mấy chén trong cái buổi tối? Canh thường thường là mình thường thường là mình ăn Em một không tính chén canh. nước, em chỉ tính cái thôi. À, cái à, cỡ Dạ. cũng khoảng được một chén. Dạ, Dạ. một chén. Dạ rồi, anh Hưng có phải kiêng dầu mỡ không ăn, tuyệt đối không ăn đồ chiên hay là không ăn một chút mỡ nào, ăn đồ luộc là chính không? Ăn đồ chiên cũng có ăn không? Dạ. À, dạ. Nhưng mà tôi cử đường rất là nhiều, dường như là mình không bao giờ mình ăn đường đường sống luôn. Dạ. Thì mình cũng biết là trong thức ăn nó cũng có tinh bột, thì trong đó tinh bột thì cũng có đường rồi, với lại nhiều khi mình có nêm nếm thì mình cũng có gia vị, cũng có đường trong đó, thành ra mình không có thể nào mình tránh khỏi cái điều đó được, thành ra hạn chế tối đa nhất, đặc biệt là không bao giờ ăn đường sống. Dạ, cho em hỏi câu cuối cùng nữa, trái cây trong một buổi của anh Hưng á thì là thường anh Hưng ăn trái gì và ăn cỡ bao nhiêu? À, trái cây thì mình không có nhất thiết là mình phải ăn trái gì, thường là vợ tôi cũng chú ý theo mấy cái trái cây theo mùa, bác sĩ. Dạ. Thí dụ có những lúc thì thanh long nó lại rộ chợ thì mình mua thanh long về, tại vì thanh long cũng biết là 98% nó là nước ở trong đó thôi, chỉ còn lại mấy phần trăm là chất dinh dưỡng thôi, mình ăn cái đó rất là tốt, nó dễ đi, nó dễ đi ngoài cũng dễ nữa. Hoặc là có thể mua đu đủ, hoặc là có thể mua cam, tùy theo. Dạ. Anh nếu mà thanh long thì anh Hưng sẽ ăn nửa trái, một trái hay là bao nhiêu trong một bữa ăn? À, thường là mình ăn từ 1 cho tới 2 miếng, mỗi một miếng như vậy là 1 gốc tư, cũng Dạ. khoảng được nửa trái, có khi nửa trái, có khi 1 gốc tư. À, em đã nghe xong và ghi lại. À, một chút xíu nữa em sẽ quay lại để nói về chế độ ăn của anh Hưng. Không biết là nãy giờ các cô chú anh chị đã nghe cách anh Hưng chia sẻ về bữa ăn chưa? Và có cái điều gì nó cảm thấy nó không giống như mình hay không? Hay là nó không giống với suy nghĩ của mình? Thì mời các cô chú anh chị sẽ nghe cái phần trình bày của tôi. Sau đó chúng ta sẽ cùng nói với nhau chút xíu về chế độ ăn của đái tháo đường. Thì chế độ ăn đái tháo đường chúng ta thường nghĩ rằng nó sẽ là cái gì đó rất là ghê gớm. Nhưng xin giới thiệu với cô chú anh chị, cả chế độ ăn cơ bản của đái tháo đường nó sẽ nằm gọn trong 5 slide này. Mời cô chú anh chị theo dõi. Mình thường sẽ cảm thấy rằng khá là mơ hồ về kiểu ăn. Nhưng mà khi mà mình biết được cái nguyên tắc thì mình sẽ thấy chế độ ăn nó như thế nào. Đầu tiên, đây là slide đầu tiên. Cô chú anh chị chỉ cần nắm 5 slide này là đã nắm cốt lõi về chế độ ăn của đái tháo đường. Còn chi tiết gì đó thì khi mà chúng ta có cơ hội tham gia vào những cái khóa học chuyên sâu, chúng ta sẽ biết kỹ hơn trong từng thành phần. Còn bây giờ đây là nguyên lý. Về chế độ ăn lành mạnh không phải là đái tháo đường. Đây là chế độ ăn được khuyến nghị từ Viện Dinh dưỡng Việt Nam theo guideline hướng dẫn của Việt Nam. Đồng thời nó cũng giống y chang như hướng dẫn về dinh dưỡng lành mạnh của Mỹ. Chỉ khác là Mỹ không ăn cơm mà họ sẽ ăn bánh mì hoặc ăn khoai tây. Nhưng về mặt thành phần cấu trúc nó y chang nhau. Và chúng ta sẽ nhìn thấy cái cấu trúc nó là như vậy. Đây là sơ đồ ăn. Thứ nhất, nếu chúng ta ăn một chén tinh bột thì chúng ta sẽ đi kèm với lại nửa chén đồ ăn là đủ. Không có cái việc nửa chén cơm, một chén đồ ăn. Một chén cơm, tức là một chén tinh bột chỉ đi với nửa chén đồ ăn mà thôi. Đi kèm với một chén rau, một chén trái cây và dầu mỡ khoảng 1 cho tới 2 muỗng nhỏ dầu mỡ để chế biến trong bữa ăn.
Và ở trong đây nó có cái hình mà cô chú anh chị có thấy là hạt. Người ta khuyến nghị chúng ta nên ăn hạt, và nếu được nên ăn mỗi ngày, một ngày từ 1 nắm cho tới 2 nắm. Đây chính là một phần của chế độ ăn Địa Trung Hải. Chế độ ăn Địa Trung Hải là chế độ ăn mà của những cái xứ mà họ trồng về ô liu, về những cái dầu ô liu. Thì tại vì xứ mình không có ô liu thì xứ mình có thể cắt lại hạt, hạt đậu phộng, đậu, hạt hạt điều, ốc chó, hạnh nhân, những cái thứ mình nhập khẩu. Thì mình sẽ bổ sung ăn thêm hạt 1 cho tới 2 nắm một ngày. Đây là mô hình chế độ ăn lành mạnh. Tại sao tôi nói đi nói lại về cái câu chuyện chúng ta phải ăn tinh bột nhiều hơn là ăn đạm? Vì ba lý do. Một, cơ thể chúng ta theo lịch sử chúng ta có được trên cái trái đất này là gần 2 triệu năm. Và ban đầu chúng ta đi lượm trái cây để ăn. Rồi trải qua rất lâu sau đó chúng ta mới đi mót được chút xương, chút sẩu gì từ mấy con thú nó chừa lại. Được một chút thịt chút. Rồi sau đó chúng ta đi chăn nuôi, chúng ta mới có thịt để ăn và chúng ta có cá để ăn. Vì vậy cái hành trình mà chúng ta có được thịt cá ăn nó rất khó khăn, cho nên cơ thể đã hình thành nên một cái sự phát triển các hệ men cũng như hệ răng. Nó phù hợp cho việc tiêu hóa các loại tinh bột, các loại carb là chính. Đó là yếu tố lịch sử. Nếu chúng ta muốn thay đổi điều đó, chúng ta phải chờ thêm 1 triệu năm nữa. Vì vậy nếu chúng ta đi trước thời đại thì chúng ta đang đi ngược lại tiến hóa. Thứ hai, khi mà chúng ta tiêu hóa tinh bột trong cơ thể thì người ta ví rằng việc tiêu hóa tinh bột giống như là động cơ hơi nước, cho nên nó rất sạch đối với cơ thể. Nó sẽ tạo ra một cái khí CO2 thở ra là xong, và còn thừa lại nước cơ thể sẽ xài lại, hết cái câu chuyện tiêu hóa tinh bột. Nhưng nếu chúng ta dùng thịt cá là chính, dùng đạm là chính mà không phải là tinh bột, thì cơ thể cũng tiêu hóa ra cái câu chuyện cũng CO2 để thở ra và nước tái sử dụng. Nhưng ngoài ra nó có một cái phụ phẩm mà người ta gọi tiêu hóa đạm, giống như là mình đang dùng động cơ xăng. Động cơ xăng nó sẽ là khói bụi. Và cái phần khói bụi của đạm thải ra nó chính là NH3. NH3 nó là một chất rất độc đối với cơ thể. Các cô chú anh chị có thể tưởng tượng rằng những người bị hôn mê do trong suy gan thì chính là họ bị ứ động NH3. Vì vậy, nó cơ thể bằng mọi giá phải thải nó. Thì cơ thể sẽ dùng gan và thận để xử lý câu chuyện đó. Gan làm bước 1, cho nên nếu mà gan phải tiếp xúc với lại những chất thải của đạm nhiều quá nó cũng suy. Sau đó tới bước 2 nó sẽ thải qua thận. Thận sẽ huy động xương ra để trung hòa cái chất đó. Cho nên là cuối cùng nếu chúng ta ăn đạm là chính mà không phải là tinh bột là chính, cơ thể sẽ mất canxi. Vì vậy con nít nếu ăn quá nhiều đạm, bé sẽ bị còi xương. Nếu người cỡ như chúng ta 30, 40 tuổi, 50 tuổi ăn quá nhiều, chúng ta sẽ bị thiếu xương. Xương nó sẽ xốp dần. Và nếu như người lớn tuổi mà ăn quá nhiều đạm, mất cân bằng, thì họ sẽ bị loãng xương nhanh hơn. Đó là một sự thật. Và cái thứ ba, nếu chúng ta không sử dụng đạm mà chúng ta sử dụng béo thì câu chuyện của béo cũng y chang như vậy. Béo cũng là một loại động cơ xăng đối với cơ thể, chứ không giống như tiêu hóa tinh bột là động cơ hơi nước. Vì vậy nói tóm lại, cơ thể theo dòng lịch sử thời gian đã chọn tinh bột làm nguồn năng lượng chính, và chúng ta phải tôn trọng lịch sử. Vì vậy tại sao trong chế độ ăn khuyến nghị chính thức của Viện Dinh dưỡng cũng như Việt Nam cũng như là của Mỹ, họ nói rằng chúng ta ăn 1 chén tinh bột, nửa chén đạm, 1 chén rau, 1 chén trái cây. Chất béo ăn theo số lượng và nên lưu ý thêm hạt. Đó là chế độ ăn lành mạnh. Chúng ta thống nhất với nhau tới đây thì chúng ta sẽ biết tới cái slide thứ hai. Chế độ ăn đái tháo đường nó trải qua 5 slide thì các cô chú anh chị sẽ nắm được nguyên tắc. Cái slide thứ hai là gì? Slide thứ hai chúng ta biết là trong những thành phần chúng ta ăn, cái gì giúp cho cản đường và cái gì làm tăng đường. Chúng ta sẽ thấy màu vàng là carb, nó chính là tinh bột đường và nó sẽ lên đường rất nhanh. Đó lý do tại sao mà những lời khuyên về chế độ ăn đái tháo đường là chúng ta phải bớt carb, tức là bớt tinh bột đường. Điều thứ hai chúng ta thấy rằng cái màu cam đó chính là protein, là đạm. Đạm vẫn làm tăng đường,
nhưng ở mức độ ít hơn. Và cuối cùng, cái mà ít làm tăng đường nhất đó chính là chất béo. Vì vậy, chế độ ăn đái tháo đường mà kiêng béo là hoàn toàn sai. Chúng ta chỉ giảm béo nếu như chúng ta có rối loạn mỡ máu, còn nếu không, chúng ta sẽ phải tăng béo để bù lại cho phần khác bắt buộc chúng ta phải bớt xuống nếu chúng ta muốn ổn định đường. Chúng ta nhìn lại cái mô hình chế độ ăn một lần nữa. Chúng ta có 5 cái thành phần này trên cái bàn ăn cơm. Chúng ta nhớ lại cái hình hồi nãy. Tinh bột sẽ làm tăng đường, cho nên chúng ta phải bớt. Trái cây là nó chứa đường, nó chính là đường trái cây. Vì vậy, chúng ta phải ăn có kiểm soát. Không hề có câu chuyện ăn trái cây thoải mái trong chế độ ăn của đái tháo đường. Nhưng ăn kiểm soát là như thế nào? Thì một chút ra mô hình chúng ta sẽ biết. Như vậy, trong cái khung này, bột này và trái cây là hai thứ có thể lên đường nhiều. Hồi nãy đạm đỡ lên đường hơn tinh bột. Chất béo rất ít lên đường. Và rau củ quả nó chứa xơ, nó sẽ cản đường. Cho nên cái trục này là cái trục giúp cho bớt đường. Trục bên đây là trục giảm đường. Và cái trục tinh bột và trái cây là trục làm tăng đường. Vậy thì chế độ ăn đái tháo đường chúng ta sẽ làm gì? Chúng ta sẽ bớt đi 1/3 chén cơm. Thay vì chúng ta ăn một chén, chúng ta sẽ ăn 1/3 chén. Tức là chúng ta bớt đi 1/3 lượng tinh bột hàng ngày chúng ta đang ăn dựa trên cái nền bình thường. Như vậy, chúng ta bớt cơm thì chúng ta phải bù bằng cái gì đó. Nếu không, chúng ta sẽ bị sụt cân. Vậy thì chúng ta sẽ bù. Thay vì hồi nãy là chúng ta đi nửa chén thịt cá thôi, thì chúng ta sẽ tăng lên một xíu. Tức là tăng lên một chút xíu thịt cá, ăn thêm vài ba lát thịt cá vô, là để bù cho phần cơm chúng ta đã mất. Nếu chúng ta không bù, nhưng thì chúng ta sẽ bị sụt cân. Nhưng nếu chúng ta bù nhiều quá thì chúng ta bị mập. Ngoài ra thì chúng ta bị câu chuyện là ăn quá nhiều đạm, nó có hại cho cơ thể. Lượng rau chúng ta sẽ ăn tăng lên. Thay vì hồi nãy là một chén, chúng ta phải lên 1,5 chén để tăng sơ. Lượng béo giữ như cũ, thậm chí là mình có thể tăng béo lên một chút và để bù cho phần cơm đã mất. Và trái cây chúng ta thấy hoàn toàn không dịch chuyển. Tại vì trái cây nếu mỗi bữa ăn chúng ta ăn khoảng 1 chén trái cây hoặc 1 nắm tay thì một ngày ăn 2-3 lần là đúng chuẩn rồi và chúng ta không nên bớt hơn nữa. Đây là nguyên tắc chế độ ăn của đái tháo đường. Như vậy cô chú anh chị có thể thấy là nó không hề là một cái chế độ ăn gì quá xa lạ với hàng ngày. Nó chỉ là sự dịch chuyển các món ăn một chút xíu mà thôi. Nếu chúng ta hiểu được về cái nguyên tắc, cái hình này, thực phẩm nào làm tăng, thực phẩm nào làm giảm, thì chúng ta chỉ cần dịch chuyển một chút xíu thôi là nó xong rồi. Nó không hề là cái điều gì mà nó rối rắm. Như vậy chúng ta đã đi qua 3 slide cơ bản của chế độ ăn đái tháo đường. Và tiếp tục, mời cô chú anh chị xem. Chúng ta sẽ nghĩ rằng trái cây là không làm tăng đường, trái cây rất là ổn. Chúng ta không nên ăn trái cây ngọt, chúng ta chỉ nên ăn trái cây chua. Thật ra về huyền thoại trái cây như thế nào thì khi nếu mà có dịp, chúng ta có dịp trao đổi với nhau trong cái những cái khóa học đi sâu hơn á, thì chúng ta sẽ biết được, hiểu về trái cây, bản chất của trái cây, và chúng ta sẽ thấy rằng người đái tháo đường không có gì quá ghê gớm. Và chúng ta hiểu có khi trái cây chua lại lên đường hơn trái cây ngọt. Chúng ta nếu mà có dịp trao đổi sâu chúng ta sẽ biết. Và kế tiếp chúng ta còn hiểu một điều rằng có rất nhiều cô chú anh chị chúng ta không ăn cơm, nhưng chúng ta ăn bún, ăn hủ tiếu, ăn bánh tráng cuốn, mà chưa kể cuốn còn thêm bún, thì chúng ta đang vô tình ăn nhiều tinh bột hơn một chén cơm. Thì cái việc quy đổi một chén cơm đổi sang cho các món khác như thế nào, thì khi mà chúng ta ngồi lại với nhau nói về từng chút một, chút một, thì chúng ta sẽ có thể giúp cho mình điều chỉnh một bữa ăn nó phong phú hơn. Chúng ta đã kết thúc 5 slide về nguyên lý của chế độ ăn và hiểu thêm về những thứ cũng là cơm, cũng là tinh bột, nhưng nó ẩn chứa cái dạng khác, bánh mì, nuôi, bắp khoai. Mỗi một hình, mỗi một phần mà cô chú anh chị đang nhìn thấy ở đây đều tương đương với một chén cơm cả. Nhiều khi chúng ta ngồi bóc chuối sáp ăn chơi chơi mà chúng ta không biết là 6 trái chuối sáp đó nó tương đương với một chén cơm. Đôi khi chúng ta ăn củ khoai lang mà chúng ta không biết chúng ta đang ăn một chén cơm, mà chúng ta nghĩ rằng đâu có gì đâu, đâu có ăn cơm,
tại sao đường nó không ổn. Tuy nhiên, việc nên ăn khoai vào thời điểm nào, quy đổi như thế nào, thì khi mà chúng ta tham gia vào những khóa học chuyên sâu á, chúng ta sẽ biết những điều đó. Tại vì dinh dưỡng thì nó phải khoảng tầm chừng 4-5 buổi gì đó nói chuyện với nhau thì chúng ta mới có thể thấm được cái về dinh dưỡng đái tháo đường. Còn hôm nay tôi xin giới thiệu với cô chú anh chị cái cốt lõi của cốt lõi về chế độ ăn đái tháo đường, nó chỉ là như vậy thôi và nó không có cái gì khác ngoài cái điều đó hết. Tất cả những điều mọi người đang nói nó đều đi có một cái rìa của chế độ ăn chứ nó không đi vào đúng trọng tâm. Về mặt cốt lõi của chế độ ăn đái tháo đường nó chỉ là như thế. Chúng ta dựa vào những cái hình về những nguyên lý mà chúng ta đã biết, dựa vào hình này, dựa vào chế độ ăn lành mạnh mà chúng ta biết, dựa vào hình kế tiếp, chúng ta sẽ suy ra được chế độ ăn mà chúng ta nên. Và chúng ta nên biết được những cái quy đổi như thế nào. Thì như vậy chúng ta đã hoàn tất cái kiểu ăn của đái tháo đường. Các cô chú anh chị thấy nó có quá rối rắm. Chúng ta chỉ cần nhớ nguyên tắc bớt một xíu cơm lại thì phải tăng thịt lên để bù. Dầu mỡ phải giữ bình thường, thậm chí tăng hơn một chút xíu, thì tăng nó bằng cách ăn hạt nó sẽ lành mạnh hơn. Rau tăng lên một chút xíu để tăng sơ, thay vì một chén lên một chén rưỡi. Và trái cây mình giữ nguyên, mình không tăng nhưng cũng không giảm. Và một lần mình ăn số lượng như vậy thì coi như chúng ta đã đạt về cân đối về chế độ ăn đái tháo đường. Như vậy nãy giờ em nghe rất rõ về chế độ ăn của anh Hưng. Và thật sự anh Hưng phải cảm ơn bà xã của anh Hưng. Chị ấy đã cho anh một chế độ ăn đái tháo đường chuẩn. Em chúc mừng anh. Tuy nhiên, ví dụ như những cái xích rắc về bánh tráng sẽ quy đổi với một chén cơm như thế nào, bún quy đổi như thế nào, trái cây nên ăn bao nhiêu là đủ, không nên quá sợ mà cũng không nên là ăn quá thừa, thì những cái nguyên tắc này nè, thì trong cái khóa học nếu mà có dịp tham dự á, thì anh Hưng sẽ biết được những cái điều đó nó sâu hơn để rõ hơn. Chứ còn hiện tại là em thấy chế độ anh Hưng là khá là ổn rồi đó. Rồi bây giờ á, là hồi nãy em thấy mọi người quan tâm ngoài cái việc á, là ăn uống như thế nào, mọi người cũng quan tâm vận động, mọi người quan tâm tới uống thuốc. Xin thưa với mọi người đã quan tâm những điều rất là đúng. Bốn cái kiềng ở trong ảnh hưởng tới đường của mình chính là việc ăn uống. Cái thứ hai là mình vận động đúng, đủ, tối thiểu 30 phút một ngày, tối thiểu 150 phút một tuần, tức là mình phải tập 5 ngày trở lên. Rồi mình uống thuốc đầy đủ và mình quản lý những cái bệnh đi kèm. Ngoài ra nãy giờ em chưa thấy ai nói tới cái vấn đề gọi là stress, căng thẳng. Mọi người có để ý là khi mình bị COVID, đường mình sẽ không ổn hơn. Nếu ai đó lỡ nhiễm COVID, tức là khi mình stress, đường mình sẽ tăng hơn. Khi mình bực bội ai đó, đường mình tăng hơn. Khi mình căng thẳng, hay mấy bạn trẻ mà thất tình là đường cũng lên. Và đường nó có thể lên từ 100 lên 108 luôn khi mà mình căng thẳng. Cho nên bốn yếu tố chính ảnh hưởng tới đường huyết, ngoài nãy giờ ba yếu tố chúng ta quan tâm, còn thêm cái vấn đề stress nữa. Là chúng ta hiểu hết bốn vấn đề này là chúng ta đã hiểu cái câu chuyện gì ở trong đái tháo đường. Nó chính là câu chuyện thay đổi lối sống. Thay đổi lối sống mà các bác sĩ điều trị hay nói với chúng ta chính là bốn yếu tố này. Chúng ta kiểm soát được cả bốn yếu tố này là chúng ta mới hoàn chỉnh về thay đổi lối sống. Và đây chính là định nghĩa của chương trình thay đổi lối sống của Mỹ. Và họ có bốn cái phần này. Cho nên chúng ta chỉ chỉnh ăn không, vận động không là chưa đủ, uống thuốc không là chưa đủ. Chúng ta phải có thêm cái phần quản lý những căng thẳng, những stress, ngủ ngon, chuyện này chuyện kia. Thì như vậy thì chúng ta mới giảm lên đường. Tại vì mình cứ để ý đi, một đêm mà mình mất ngủ là qua ngày mai đường mình cũng rối. Không biết đi tới đây rồi á, thì các cô chú anh chị có muốn hỏi gì không? Mình tạm ngừng ở đây chút xíu đi. Nãy giờ nghe bác sĩ nói cũng căng thẳng quá. Dạ, mình tạm ngừng chút xíu đi. Rồi. Bây giờ các cô chú anh chị có thể hỏi. Mình dành ra khoảng 2-3 câu hỏi mình hỏi. Mình hỏi về bệnh mình đi. Về những cái quan tâm của mình đi. Khoảng 2-3 câu trước khi mà tôi sẽ chia sẻ thêm vài thứ về cái vấn đề đái tháo đường hiện nay. Mình cứ mở camera lên mình nói thôi. Anh Hưng bây giờ đang uống thuốc anh Hưng?
Dạ, vẫn còn đang uống thuốc bác. Dạ. Em thấy là về mặt chỉ số cơ thể là anh Hân khá chuẩn. Dạ. Cường có muốn hỏi gì không? Cường hồi nãy Hương thấy hình như Cường là tiền tiểu đường phải không ta? Hương có lộn Dạ đúng rồi bác sĩ. không? Là chẩn đoán hồi nào vậy Cường? Cũng hai bác sĩ. Bao lâu rồi Cường? Hương nghe không rõ. Cũng 2-3 tháng nay thôi bác sĩ. Rồi Cường làm cái gì để thay đổi? Vì bây giờ tạm thời mình kiêng ngăn, chưa uống thuốc gì hết trơn. Đúng rồi, đối với những người mà tiền đái tháo đường á thì người ta nói rằng chỉ cần mình thay đổi lối sống, tức là mình chỉnh cách ăn uống, mình biết cách ăn uống, mình biết cách vận động một xíu và mình biết kiểm soát những cái stress căng thẳng trong ngày do công việc này kia, mình làm sao mình không có căng thẳng lắm á, thì 10 người bị tiền đái tháo đường thì nếu như mà trẻ trẻ như Cường á thì 6 người sẽ lui lại, tức là 6 người sẽ thoát. Còn nếu như mình không có làm gì á thì mình sẽ tiến thẳng tới đái tháo đường. Thì một trong những yếu tố mà mình nên kiểm soát đối với người tiền đái tháo đường là mình chỉnh lại ăn giống giống người đái tháo đường, mình cũng vận động giống giống người đái tháo đường, mình chưa dùng thuốc thôi nhưng mà mình cũng quan tâm tới những stress căng thẳng. Cho nên cái thay đổi lối sống dành cho người đái tháo đường tiếp 2 á là nó phù hợp với Cường. Cường có thể quan tâm và tìm hiểu những cái đó thì Cường sẽ có 60% cơ hội thoát đái tháo đường trong tương lai. Mấy 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 bữa nay nó tăng hoài, tới trước mới mới 3 tháng trước nó đo thì cỡ 1-0 mấy thôi, bây lên đến 1-2 mấy rồi. Nên mình bị tăng 120 21, 27 rồi. 121 rồi hả? 126 là bắt đầu được gọi là đái tháo đường rồi đó Cường. Cái mình cũng bị trầm cảm, mất ngủ tùm lum tà la, Đòn. loạn nhịp tim rồi cao huyết áp rồi đủ thứ Ồ. bệnh. Như vậy là Cường có nguy cơ rất lớn, Cường sẽ phải thay đổi sớm, về thay đổi tích cực luôn á. Không là Cường sẽ đi tiếp lên thành đái tháo đường. Một trong những cái yếu tố mà Hương thấy rõ ràng đang ở Cường là Cường hơi dư ký một xíu. Đó là một yếu tố của đái tháo đường luôn. Mình sụt ký nhiều lắm rồi bác sĩ, hồi trước mình 72 kg, bây giờ mình sụt xuống còn có 60 kg. 60 trên chiều cao bao nhiêu Cường? Chiều cao mình 1m6, 1m6, 1m62 thôi. 1m61 có 2 á, thì Cường chỉ khoảng tầm chừng 57 kg hoặc 58 kg là tối đa, thì Cường có thể giảm thêm một xíu nhưng mà giảm là do mình ăn uống thể dục chứ không phải giảm là do mình căng thẳng, mình stress, mình nhịn ăn tá lả, mình giảm cân thì kiểu đó nó sẽ ảnh hưởng tới bệnh hơn. Thí dụ sáng em không không ăn sáng, em uống một ly sữa Corona được không bác sĩ ha? Xịn nào phải không? Corona, Cosina đúng Xịn không? nào à, Tại sáng không dám ăn gì hết trơn bây giờ. đó cái đó là không đúng rồi đó. Thật ra đó chế độ ăn của người đái tháo đường nó rất giống người bình thường. Cường có thấy hồi nãy Hương chiếu cái mô hình ăn của đái tháo đường không? Nó chỉ là sự dịch chuyển một chút xíu của người đái tháo đường thôi, của người bình thường thôi, hoàn toàn không có chuyện là cắt bỏ cái này thay bằng cái khác, không có chuyện đó. Cho nên là Cường có thể tìm hiểu những cái khóa học mà người ta giúp cho mình hiểu về chế độ ăn, người ta sẽ cho mình thực đơn luôn thì mình sẽ hiểu. Cái chế độ ăn lành mạnh dành cho người đái tháo đường nó phải thỏa mãn hai thứ. Một là nó đi đúng những khuyến nghị. Cái thứ hai là chế độ ăn đó mình có thể theo đuổi được suốt đời. Còn những chế độ ăn mà tự nhiên mình ăn ngắn hạn rồi mình không thể ăn được nữa, mình chuyển ăn lung tung lang tang, tức là như vậy đường mình sẽ không ổn và cả thanh xuân của mình cứ mãi chạy theo đường huyết thôi. Thu có muốn hỏi gì không Thu? Nãy giờ thấy Thu rất là Thu Phạm. Thu là đái tháo đường hay hỏi cho Hỏi cho mẹ? mẹ. Dạ không, em chỉ tham gia học để biết về kiến thức thôi ạ. À hả? Cái xung quanh mình không ăn tiểu đường hả? Dạ không. Hương Không, nhưng mà sẽ em nghĩ là mình biết để mình phòng ngừa vẫn tốt hơn ạ. Rất là Rất là hay. hay. Dạ, Hương Hương sẽ sẽ chia sẻ với chia sẻ mọi với mọi người người một một cái cái slide. slide. Mọi Mọi người người coi coi cái cái slide slide Hương. Hương.
Mọi người có thấy Hương slide lại của Hương chưa? Mọi người có thấy chưa mọi người? Thấy chưa, nói giùm Hương với. Thấy rồi bác. Rồi, Hương chia sẻ tiếp với mọi người. Mọi người xem. Đây là những phần đây. Không biết ai mở luôn. Coi giùm Hương tắt cái âm thanh được không nhé. Thu Phạm tắt giùm Hương nhé. Ok, cảm ơn. Rồi, mọi người xem, đây là những con số hồi năm 2016, tức là cách đây khoảng 5 năm mấy, người ta làm cái nghiên cứu trên Sài Gòn của mình. Đây là nghiên cứu mới nhất, sau này thì chưa có nghiên cứu nào lớn hơn. Họ nghiên cứu trên 1.339 người thì họ phát hiện ra ở Sài Gòn của mình tỷ lệ đái tháo đường tới 12,3%. Cái vấn đề gì mà trên 5% là một vấn đề nghiêm trọng của quốc gia. Thì mọi người thấy rằng tỷ lệ đái tháo đường lên tới 12,3%. Trong khi hồi những năm 1990, khi mình chưa có mở cửa, tỷ lệ đái tháo đường của mình là 1%. Mọi người thấy nó đã tăng phi mã như thế nào? Tức là cái thế hệ, cái thời mà Hương còn nhỏ, lúc đó đường rất là thấp. Còn bây giờ khi ở tầm này của Hương, thì tỷ lệ nó đã lên tới tầm này rồi. Như vậy là cứ 10 người là có hơn một người bị tiểu đường. Điều này là kinh khủng lắm nha. Tức là xung quanh của mình tiểu đường mà mình không biết. Cái thứ hai nữa, người ta làm một cái nghiên cứu trong các phòng khám và bệnh viện, ở các phòng khám và bệnh viện ở tại châu Á của mình, trong đó có cả Việt Nam luôn, thì họ phát hiện ra là tiểu đường càng ngày càng trẻ hóa. Thì tại vì là mình béo phì nhiều lên, cái lối sống của mình ít vận động hơn, mình ăn fast food nhiều hơn, KFC này kia nhiều hơn, cho nên là hồi xưa mình nhớ đi, ông bà của mình phải 60 tuổi trở lên mình mới nghe tới tiểu đường. Rồi sau này tới cái thế hệ mà cỡ như anh Hưng với em á, thì em thấy dần dần khoảng 40-50 thì tiểu đường. Nhưng bây giờ người ta thống kê, người ta thấy 30-40 là tiểu đường rồi. Thì giống như hồi nãy bạn Cường nè. Cường ơi, xin lỗi Cường, chắc 30 mấy tuổi ha Cường? Dạ mình. Cường bao nhiêu Cường? 46 bác sĩ. À 46, nhìn trẻ quá. những cái đái tháo đường gần đây á, là bắt đầu chúng ta thấy 30-40 là tiểu đường. Mà người ta nói rằng những người mà càng bị trẻ mà càng bị tiểu đường thì phía bên trong của họ rối rắm lắm, rối hơn những người mà có lớn tuổi, 50-60 tuổi bị tiểu đường. Cho nên vì vậy họ sẽ bị nặng hơn. Họ nặng là như thế nào? Cái mà nếu như chúng ta bị tiểu đường hoặc chúng ta tiền tiểu đường mà chúng ta không mau mau lui về để cho đừng bị tiểu đường. Nếu như bị tiểu đường rồi mà chúng ta không thay đổi tích cực về cách ăn uống, vận động, về tất cả những gì liên quan đến lối sống cũng như chúng ta điều trị thuốc tích cực, thì chúng ta sẽ thấy rằng biến chứng của đái tháo đường nó sẽ là như thế này. Biến chứng của đái tháo đường là, thứ nhất, nó là nguyên nhân gây ra suy thận giai đoạn cuối hàng đầu. Nếu chúng ta bước vào các trung tâm chạy thận, chúng ta sẽ thấy hơn phân nửa là những người tiểu đường. Điều thứ hai, nó là nguyên nhân gây ra mù hàng đầu ở người trẻ. Mà Hương có hai bệnh nhân y chang như vậy. Tức là mù này không phải là do mình lớn, mình bị đục thủy tinh thể, mình bị thoái hóa rồi mình mù. Còn cái này là còn trẻ. Và cái mảng lưới ở phía sau, cái thần kinh mà dẫn truyền hình ảnh ở phía sau nó bị hư hết, mạch máu bị hư. Cho nên là chúng ta bị mù. Mà mù này là không quay về được, không sửa chữa được. Và chúng ta để trở thành một người gần như không làm được gì khi chỉ mới 30-40 tuổi. Và không có những bệnh nhân như vậy. Kế tiếp là nguyên nhân hàng đầu gây cắt cụt cái chân của mình, mà không phải là do bơm mìn tai nạn không gì hết. Tiếp tục, nó là nguyên nhân gây chết hàng đầu từ tim mạch. Người đái tháo đường dẫn tới tim mạch rồi mất và gây ra chết trên người đái tháo đường. Nãy giờ chúng ta thấy toàn hàng đầu chứ chưa có hàng nhì. Và người bị đái tháo đường sẽ bị đột quỵ, tức là bị tai biến, là bị nhồi máu não hoặc xuất huyết não gấp 3 lần người bình thường. Và nếu như mà ông bà mình có tuổi, mình sẽ thấy những người đó bị Alzheimer, là do họ bị nhồi máu, bị đột quỵ, nhưng mà nó nhỏ, những cái mạch máu nhỏ 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 trong não của mình á, mà để nuôi thần kinh,
nó bị tắc tắc chết 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 từ từ, cho nên họ bị Alzheimer và họ bị quên lú lẫn, thì nó chính là cái nguyên nhân này luôn. Vậy và người trẻ đái tháo đường, béo phì, rối loạn mỡ máu, tiêm nguyên một bộ đó thì những người đó bị đột quỵ rất là nhiều. Nãy giờ chúng ta thấy số 1 suy thận, số 1 mù mắt, số 1 cắt cụt chi, số 1 gây chết và làm cho mình bị đột quỵ gấp 3 lần. Cái gì cũng hàng đầu hết. Vậy thì làm sao chúng ta có thể lui về giảm được những cái biến chứng đó? Thường khi chúng ta bị tiểu đường, chúng ta thấy rằng là nó cũng đâu có sao đâu, đường 200, 300 đấy cũng còn thở mà, đâu có vấn đề gì đâu. Nhưng nó sẽ tàn phá cái mạch máu và thần kinh từ từ và nó sẽ dẫn đến những cái biến chứng đó. Nhưng chúng ta có thể làm gì để lui lại được không? Thì người ta nói rằng cái chế độ ăn mà nếu mình làm đúng, mình sẽ giúp giảm cái HbA1c. HbA1c là một con số phản ánh cái đường trung bình trong 3 tháng đến 6 tháng của mình. Thì HbA1c giảm được 1 tới 2%. Bình thường HbA1c phải dưới 7% thì mới tốt. Dưới 6,5% còn tốt hơn nữa. Thì người đái tháo đường á, chúng ta đang ở 8, 9 mà chúng ta giảm được 1, 2 là chúng ta quay về bình thường rồi. Cho nên chỉ riêng một mình cái cách ăn thôi mà nó đã giúp được mình tới như vậy. Rồi kèm thêm mình uống thuốc đầy đủ ở phía bên này, mình cũng giảm được thêm 1-2% nữa. Rồi chúng ta nhìn lại cái hình này, có 4 yếu tố ảnh hưởng tới đường huyết. Thì một mặt ăn uống mình kiểm soát, giảm được một mớ. Thuốc men mình giảm được một mớ. Vậy thì nếu như mà mình phối hợp thêm vận động tốt nữa và mình kiểm soát những stress, mình không bị trầm cảm, mình không bị căng thẳng, mình không bị cái này cái kia, thì phải là cái khả năng mà mình đường huyết của mình về dưới 7 chấm hoặc dưới 6.5 là nó nằm trong tầm tay hay không. Và tất cả bốn cái yếu tố này nó cũng chỉ nằm trong một cái câu chuyện như hồi nãy mà chúng ta đã nhìn thấy, đó chính là chúng ta phải thay đổi lối sống. Lối sống nó bao gồm bốn cái thứ đó. Cho nên như vậy, nếu chúng ta là một người đái tháo đường tiếp 1, tiếp 2, đái tháo đường thai kỳ hoặc chúng ta là tiền đái tháo đường thì tất tần tật nó cũng chỉ xoay quanh cái câu chuyện chúng ta phải thay đổi cái lối sống. Vậy thì chúng ta phải tìm một cái gì đó giúp cho chúng ta tìm hiểu được bốn cái vấn đề này. Còn ở trong bệnh viện khi mình đi khám, bác sĩ sẽ kê toa và nói chuyện với mình được vài câu trong vòng 5 phút, sau đó là mời mình về và mình sẽ chỉ được nghe được vài lời khuyên nhỏ nhỏ. Hoặc thậm chí trong bệnh viện cũng có thể có những câu lạc bộ đái tháo đường này kia, nhưng họ cũng không thể nào giúp cụ thể cái cách ăn cho mình là như thế nào. Rồi nếu như mình không ổn, mình muốn trao đổi thêm, mình cũng không thể nào gặp được liền những người mình cần gặp. Mình thắc mắc về vận động thì trong bệnh viện lại không có cái phần hướng dẫn cho mình về vận động. Hoặc khi mình căng thẳng, mình trầm cảm, hoặc mình có những cái vấn đề lo lắng về bệnh, làm sao để mình thoát được những cái cơn đó, thì cũng không có, bệnh viện không giúp được mình cái câu chuyện đó. Cho nên mình cần phải đi tìm một cái giải pháp nào đó nó hoàn hảo hơn những cái mà hiện tại chúng ta đang nhận được. Cho nên chúng ta phải tìm một cái gì đó giúp chúng ta thay đổi toàn diện về lối sống này. Và đây, để kết thúc một cái buổi nói chuyện ngày hôm nay, tôi xin có hai slide này. Xin giới thiệu với cô chú anh chị, đây là quyển sách về hướng dẫn dinh dưỡng và luyện tập dành cho người đái tháo đường Việt Nam. Đây là quyển sách nội bộ dành cho bác sĩ, không dành cho người bình thường. Quyển này vừa mới xuất bản vào tháng 2 năm 2022, tức là mới trong tháng này luôn. Quyển này nói rằng, thứ nhất, điều trị bệnh đái tháo đường sẽ bao gồm hai phần: thay đổi lối sống và dùng thuốc. Nếu chúng ta chỉ dùng thuốc không quan tâm việc thay đổi lối sống là chúng ta không xong đâu. Thứ hai, nếu mình đái tháo đường tiếp 1, điều trị insulin là chắc chắn, đừng mơ mộng là không dùng. Nhưng dù điều trị insulin thì chúng ta vẫn phải thay đổi lối sống. Bởi vì từng carb, từng một chút tinh bột đường nó ảnh hưởng tới việc chúng ta sử dụng insulin. Cho nên chúng ta phải hiểu rất rõ về chế độ ăn của mình để khóa được cái lượng insulin hàng ngày nó không bị ổn, nó không bị lộn xộn. Thứ ba, nói rằng đối với đái tháo đường tiếp 2, thay đổi lối sống bao gồm việc ăn uống và luyện tập là hai cái kiềng chính trong bốn cái kiềng đó. Thì đôi khi chúng ta chỉ cần bao nhiêu đó thôi, chúng ta cũng ổn định đường mà không cần phải uống thuốc. Đặc biệt là trong giai đoạn đầu của đái tháo đường hoặc là những người bị tiền tiểu đường, điều này sẽ rất là rõ. Mình có thể sống sót trong vòng 1 hay 5 mà không thành vấn đề, mà không cần dùng thuốc. Và cái cuối cùng họ nói rằng khi bị đái tháo đường thì việc
ăn uống và luyện tập, tức là vấn đề thay đổi lối sống của mình, không chỉ để ổn định đường huyết mà để tránh các biến chứng, tránh những cái nhất hồi nãy mà chúng ta thấy. Thật ra khi mà tôi nói về những biến chứng, chúng ta không có cảm xúc với nó bởi vì chúng ta chưa từng đụng tới nó. Nhưng khi một ngày nào đó trên tay chúng ta là một tờ xét nghiệm cho biết rằng chúng ta bị bắt đầu bị có vấn đề về suy thận nhẹ, thì chúng ta sẽ cảm nhận được những nguy cơ đã đến dần rồi. Và xin thưa với cô chú anh chị, nếu quý vị được nhận về chẩn đoán là có suy thận, thì cái bánh xe đó chỉ đi về dần cuối đường chứ không lui được. Những thứ chúng ta làm chỉ có thể chặn cái bánh xe đó lăn chậm hơn về cuối của dốc cái cầu, chứ không thể nào không lăn được. Cho nên khi chúng ta còn đang trên đỉnh cầu, chúng ta phải chặn cho thiệt là kỹ để chúng ta đừng bị lăn xuống dưới. Còn nếu một khi đã lăn rồi thì chúng ta sẽ không ngừng lại được bánh xe đó. Vì vậy, thay đổi lối sống luôn là mấu chốt của vấn đề. Và thay đổi lối sống nó không chỉ là chuyện chúng ta ăn như thế nào, luyện tập như thế nào. Chúng ta cũng phải quan tâm, hiểu về bệnh của mình, cái cách sử dụng thuốc của mình, cũng như là chúng ta phải kiểm soát được những cái stress, những căng thẳng, những trầm cảm, những cái vấn đề liên quan tới mình. Vì vậy, chúng ta phải tìm hiểu về một cái gì đó mà giúp cho mình thay đổi toàn diện cái vấn đề về thay đổi lối sống. Thì đó mới là một cái sự thay đổi toàn diện bên cạnh cái việc chúng ta đi bệnh viện. Và tôi xin kết thúc cái buổi trao đổi ngày hôm nay. Và xin nhường lại cho MC Tiểu Uyên. Dạ, chúng ta sẽ tắt cái này ha. Dạ. Xin cảm ơn phần chia sẻ của bác sĩ Hương. Thì không biết là trong phòng Zoom mình hôm nay có anh chị nào đặt câu hỏi cho bác sĩ không ạ? Các cô chú anh chị có việc hỏi tại sao tôi ngồi ở đây? Dạ. Dạ, xin bác sĩ, tôi là Bình ở Hà Nội. Dạ, chào chú. Hiện nay là cũng có chú Bình mở camera được không chú Bình? Dạ, chưa biết mở. Dạ, không sao. Ngoài Hà Nội, ngoài Hà Nội hôm nay đang rét à? Dạ. À, thế thì hiện nay là rất nhiều cái trường hiện nay là tôi thấy rất nhiều nơi hướng dẫn là ăn uống đái tháo đường không dùng thuốc ấy. Đó, thế thì trong đó là có cái 72 giờ chia tay tiểu đường rồi của bác sĩ gì Huy Trần rồi thì gì đấy. Đấy, nhưng mà tôi thấy rằng trong chương trình này của mình ấy thì đây là hướng dẫn ăn uống khi đã bị đái tháo đường, thì hướng dẫn là ăn uống, chế độ luyện tập, thay đổi lối sống. Thế thì ở đây chỉ trong đó thì có một cái là chúng ta là như bác sĩ nói là chúng ta đã có từ rất lâu về cái nguồn gốc chúng ta sinh hoạt ăn uống từ thời con người là từ lâu nay rồi. Cho nên là nếu mà theo cái phương pháp mà tôi thấy rằng là theo đuổi phương pháp mà không dùng thuốc của một bác sĩ Westerop đấy, bác sĩ Hoàng Anh đấy, thì có lẽ là chúng tôi cũng theo nhưng mà không theo nổi, bởi vì còn sinh hoạt học tập, còn giao lưu xã hội cho nên cũng theo được. Thế thì chương trình của bác sĩ hướng dẫn này thì vẫn phải uống thuốc rất là đầy đủ chứ ạ? Tôi xin hỏi vậy. Dạ thưa chú, là nếu như mà chú là một người tiền tiểu đường thì chưa cần uống thuốc. Cái thứ hai nữa là nếu chú là một người mới đái tháo đường mới mắc, tùy theo tình trạng thì có thể chỉ cần điều chỉnh thay đổi lối sống, bao gồm ăn uống, vận động, cũng như là kiểm soát những cái căng thẳng, thì chúng ta có thể sống sót không cần dùng thuốc trung bình trong vòng 1-2 năm. Tuy nhiên chú cũng thấy rằng trong một cái slide tôi có chia sẻ, tất cả những gì chúng ta ngồi nói ở đây chúng ta phải dựa vào căn cứ khoa học, không nói theo cảm tính. Người ta đã nghiên cứu trên hàng chục ngàn người và người ta nói là một, nếu như mà bạn chỉ sử dụng chế độ ăn thôi thì HbA1c bạn có thể giảm tới tối đa là 2%. Chỉ nếu như chú là một người có HbA1c là 10% thì chú sau khi làm tùm lum tùm la hết rồi thì maximum nó chỉ giúp chú có thể giảm được khoảng 8%. Thì HbA1c còn 8% chưa phải là một con số tốt dành cho một người có đái tháo đường. Như vậy đó, chú sẽ phải dùng thuốc để hỗ trợ.
À, cảm ơn bác sĩ. Thế còn một Dạ chú cứ hỏi đi chú. dạ còn một chút nữa là thế thì cái HB1C mà thì cái tiêu chuẩn của người đái tháo đường thì nó là dưới 6,5 hay là dưới 6,7 hay là dưới 7 phải ạ? Dạ thưa chú, dạ dưới 7 là trung bình cho dân số. Còn nếu như mà dưới 6,5 là thường áp dụng cho người trẻ hoặc dưới 6 là dành cho người trẻ. Còn À. trung bình đối với những người có tuổi thì là chúng tôi chỉ ngừng ở khoảng dưới 7 là tốt rồi. Cho nên tất cả các mục tiêu nó có thể gia giảm theo lứa tuổi cũng như nhu cầu. Nó rất là cá nhân hóa, không hề có một cái gì cố định lắm. À, dạ. Ừ. Lại thưa chú đã nói ra một cái câu chuyện rất là hay là về hiện tại có những chế độ ăn hoặc những hướng dẫn là sẽ nói rằng chúng ta sẽ không cần dùng thuốc. Thì hồi nãy tôi đã giải thích lại rất là nhiều lần là chúng ta sẽ biết giới hạn của chế độ ăn và vận động và tới thời điểm nào chúng ta buộc phải hỗ trợ thuốc. Một chế độ ăn đái tháo đường đúng là một chế độ ăn phải thỏa mãn được 3 điều. Một, sẽ giúp cho chúng ta ổn định đường huyết, chắc chắn. Cái thứ hai, chế độ ăn đó phải giúp cho chúng ta có một thân hình lành mạnh đúng chuẩn, tức là đúng kilo với lại chiều cao của mình. Và cái Dạ. thứ ba, chế độ ăn đó nó phải rất là phù hợp với thói quen của mình. Chế độ ăn đái tháo đường không phải là một chế độ ăn mà mọi người đều ăn giống nhau, mà nó có thể điều chỉnh cá nhân hóa theo sở thích và phong tục của mình. Cho nên chế độ ăn của người Việt về đái tháo đường sẽ khác với người Mỹ, người nước ngoài. Dạ. Và Dạ. chế độ ăn đó nó chỉ có thể thành công khi mình có thể theo đuổi suốt đời, đó mới là chế độ ăn đúng. Dạ, đúng rồi. Vâng. Tôi xin hỏi là tôi cao 1m59, nặng 56 kg thì có ốm quá. Dạ, nãy chú nói là chú cao mấy mấy, nghe không Năm rõ. năm năm chín á. Dạ, Một 1m59. m 59 nặng có 56 kg thôi. Dạ, Bây giờ chỉ còn vậy, trước thì 6 mấy kg cơ. Dạ, thật ra là chỉ số cơ thể của chú là lành mạnh rồi chú. Đây Dạ. là chuẩn luôn. Chú có BMI 22 chú. Chúc mừng chú. À, Nhưng mà chú nhớ à, đo vòng bụng. Nhớ đo vòng à, bụng tới vòng bụng 90 thì thì mới đạt vòng chuẩn. bụng thì do luyện tập thể thao tốt cho nên vòng bụng thì rất là đẹp. Oh, chúc mừng chú. À, cảm ơn. Thế nhưng Dạ. mà trông trông rất gầy, ốm lắm. Dạ thì thật ra đó là đàn ông á thì người ta có thể giữ, chú có thể lên khoảng thêm 1-2 kg nữa và nhiêu đó À. đủ rồi chú. Còn vượt qua nữa thì chú sẽ không đạt tiêu chuẩn body lành mạnh. À. Cái đó thì ở trong cái những cái khóa học hướng dẫn á, của Đài Bi á thì họ có nói tới những cái vấn đề đó, chú sẽ biết những chỉ số đó. Dạ, cảm ơn bác sĩ Hương. Nãy giờ hồi tôi có nhận được một cái câu hỏi của các cô chú anh chị là hỏi về cái khóa học nào mà có thể có được những cái điều mà nãy giờ tôi nói. Thực ra nó có cái khóa học đó chính là cái khóa học của Đài Bi, khóa học thay đổi lối sống của Đài Bi. Cái khóa học đó nó sẽ bao gồm tất cả bốn thứ đó, nó chỉ khoảng 8 tuần thôi. 8 tuần, mỗi một tuần mình học khoảng chừng 1-2 tiếng, tối đa là 3 tiếng. 8 tuần vậy vậy chi chúng ta sẽ mất khoảng chừng 24 tiếng đồng hồ để chia tay đái tháo đường. Thật ra là 24 tiếng đồng hồ để hiểu về bệnh của mình, bao gồm hiểu về đái tháo đường, hiểu rõ về cách ăn, chế độ ăn riêng. Thứ ba, vận động nào là phù hợp. Thứ tư, cách quản lý stress. Và thứ năm, chúng ta sẽ có một người đồng hành với mình trong suốt 8 tuần đó để giúp cho mình thành công với những cái hướng dẫn đó. Tại vì bình thường nhân chia sơ là tính vốn lười. Một mình mà tự bơi là không có nổi đâu. Nên phải có cái người đi theo kè kè. Nên một cái khóa học ngoài cái chuyện hay rồi, phải có cái người đi theo giống như là PT vậy đó. Họ phải sell sát nách mình như vậy mình mới đi theo được. Thì cái khóa học của Đại Bi thì nó 8 tuần nó là như vậy. Chúng ta tốn vài ba tiếng đồng hồ một tuần thôi học online không à. Và những cái bài ở trong đó đó họ sẽ lưu mãi mãi, chúng ta sẽ có thể coi lại cả đời của mình. Và ngoài ra mình có gì câu hỏi thêm á, mình vẫn có thể hỏi cả đời của mình với cái chương trình đó. Tức là mình cứ việc đặt câu hỏi trên cái app. Nó có một cái app mà mình chỉ việc là mình nhập rồi mình coi clip trên đó, mình làm bài trên đó, mình nhập chỉ số đường của mình, huyết áp của mình, cảm xúc của mình, tất tật, tất cả là trong một cái app.
À, không biết là mình để tôi coi ha. À, bác sĩ Hương ơi, cho em hỏi một chút được không ạ? Dạ dạ À, dạ dạ vâng, bác sĩ có nghe được em nói không ạ? dạ nghe ạ. À, em muốn hỏi chế độ ăn cho ông nội em đang bị tiểu đường ạ. À Vâng, ông nội em đợt trước thì đang dùng thuốc, nhưng mà đợt vừa rồi gần đây nhất là ông em bị biến chứng tiểu đường. Bị biến chứng bác sĩ chuẩn đoán là bị tăng áp lực thẩm thấu, và từ lúc đấy thì ông nội em phải phải tiêm insulin, là bây giờ tiêm ngày 4 lần. Nhưng mà ông nội em rất là thích ăn yến, nên em đang muốn hỏi bác sĩ là ăn yến thì người tiểu đường có ăn được không? giờ Hương trả lời, nãy bạn nói ông nội của bạn bị tăng áp lực thẩm thấu, nó chính là biến chứng cấp. Hồi nãy Hương Vâng. nói nguyên nhân chết hàng đầu, cái này cái kia đó là biến chứng mãn tính, tức là theo thời gian bạn sẽ thấy. Còn biến chứng ngay và luôn khi mà đường mình không ổn là tăng áp lực thẩm thấu, tức là mình Dạ. có thể bị hôn mê bởi cái chuyện đó. Dạ. Thì là ông nội của bạn bị biến chứng cấp, tức là đường Vâng. huyết 250 300 trở lên thì nó sẽ bị cái đó. 600 ạ. Rồi 600 luôn. Vâng. Rồi đấy là lúc đấy là lên được gần 600 ạ. Vâng. Là ông cũng đi vào trạng thái là hôn mê Hôn và mê cũng bị tai luôn. biến nhẹ rồi. Vâng. Đó, cho nên cái việc mà mình phải hiểu rõ về bốn yếu tố ảnh hưởng đường huyết đó, để cho mình không bị vô những cái biến chứng đó, cấp cũng như Dạ. biến chứng. Rồi bây giờ Hương trả lời với bạn vô direct cái câu hỏi là ăn Dạ. yến. Bạn có thể chờ Hương post ở trên Facebook được không? Chứ Được bây ạ, giờ dạ. Hương Hương mà trả lời liền là Hương sợ là Hương bị ném đá đó. Bạn có hiểu không? Bạn Dạ. hiểu khi Hương nói cái ý đó là tại vì tụi Hương là bên dinh dưỡng, Dạ. có những nghiên cứu người ta đã đăng tải trên các báo quốc tế hết trơn về yến này kia. Hương có Dạ. thể cho bạn đọc, bạn có thể nhờ Google đọc tiếng Việt là bạn hiểu được liền ngay và luôn yến nên ăn hay không. Dạ. Tôi nói tóm tắt như vậy, yến thì nó là một cái loại giàu đạm Vâng. vậy thôi, Dạ. nhưng mà tiếc là bạn đâu có ăn được một lần 100 gram yến, bạn ăn một lần Vâng. có nửa cái tổ yến à, coi như bạn ăn Dạ. có mấy gram yến à, Dạ. thì bạn hiểu rồi đó, nó thấm ở đâu Hương không biết rồi đó. Dạ. Và tại tại vì đấy là một kiểu như là một sở thích ạ. Tức là Được. ông rất là thích, nên là giống như là một cái gọi là thỏa mãn lúc đấy. Bởi vì là ông nội em thì sẽ ăn, tóm lại là em cũng có tìm hiểu về chế độ ăn dành cho người tiểu đường, tức là phải ăn nhiều rau củ quả, nhưng ông nội em lại không thích ăn những cái đấy. Nên là em phải đang đang trong tình trạng là luôn luôn phải ép ăn, tức là phải ép ăn rau ấy. Sau đó thì giống như là ăn yến là một cái mà để thỏa mãn lúc đấy, sau khi mà phải ép ăn rau rồi thì được ăn yến để thêm một cái sở thích của ông ấy, nên là em mới hỏi thêm là như vậy. À, nếu như mà bạn có dịp tìm hiểu với cái chế độ ăn, về cái cách ăn uống mà trong cái chương trình mà Hương cố vấn á, thì Dạ. cái việc mà để tăng sơ nó không khó và không nhất thiết Dạ. ăn rau. Vâng. Thì em có tức là ngoài ngoài việc ăn rau thì em có dùng cho ông em thêm một cái loại sữa nữa, thì trong cái sữa đấy nó cũng có khoảng 5 gram chất xơ. Đó thì lúc đấy là ông em vẫn vẫn được bổ sung xơ, nhưng mà tại vì không lúc nào uống sữa được, một ngày em chỉ cho ông nội em uống được sữa 2 lần thôi. Thì em lúc đấy em cũng đang muốn hỏi thêm bác sĩ Hương là ví dụ trong cái chế độ ăn, ví dụ như là cái bữa ăn đấy mà chỉ ăn ví dụ một bát cơm thôi với một ít thức ăn thôi, thì nó sẽ bị thiếu thiếu xơ và thiếu các cái chất béo thêm chẳng hạn. Thế thì sau đó thì khoảng tầm 2 tiếng thì em lại bổ sung thêm một cái cốc sữa, mà sau đó để bổ sung thêm thêm những cái thành phần còn thiếu, ví dụ như là xơ hay là chất đạm hay gì, thì có được không ạ? Vâng. Hương có thể nói với bạn như vậy, đối với người đái tháo đường người ta khuyên là nên ăn bữa chính là chính, phụ là phụ, cho Dạ. nên là bữa chính phải là cái bữa lớn nhất, còn bữa phụ không thể nào dồn tá lả vô. Vì vậy á, là với ông của bạn á, là mình Dạ. khuyên rằng ông của bạn ăn không tốt thì nên uống sữa luôn Dạ. để vô bữa chính luôn, còn bữa phụ á, thì nên ăn những thứ nó phụ nhẹ thôi, một chút trái cây hoặc là nửa cái phần sữa đó thôi. À, tại vì có một cái nữa là bởi vì cái sữa đấy thì nó lại rất là nghèo năng lượng, tức là một cái cốc sữa đấy nó chỉ có khoảng 90 calo thôi. Thì em lại sợ là, nên là em lại không đẩy lên cái bữa chính được. À, Hương nghĩ là ông của bạn cần một cái tư vấn riêng, Dạ. tức là tụi Hương sẽ lấy hết thông số của ông bạn và điều chỉnh cho ông bạn một cái chế độ ăn. Thì trong Dạ. cái
trong cái chương trình học á, mà nếu mà có dịp á, thì là trong cái đó tụi Hương cũng nó rất là cá nhân hóa, tức là trên một cái nền chính thì huấn luyện viên riêng của bạn á, họ sẽ Dạ. nghe yêu cầu của bạn và họ sẽ chỉnh cái chế độ ăn đó cho riêng ông bạn, chứ không phải Dạ. ai cũng ăn giống như vậy. Dạ. Cái chương trình thay đổi lối sống của Dabi á, thì họ sẽ chỉnh cái đó luôn cho bạn. Với Dạ. lại họ sẽ có, Hương có những cái clip mà Hương nói cho bạn làm sao tăng sơ mà không phải ăn quá nhiều rau. Dạ. Dạ vâng ạ, em cảm ơn bác sĩ ạ. À, Ok cho bạn. em hỏi thêm một câu nữa được không ạ? Bởi vì em thấy rằng là nếu mà đối với người tiểu đường là sẽ ăn nhiều bữa nhỏ thì sẽ tốt hơn đúng không ạ? Thì vì ông em cũng không ăn được nhiều nên là bình thường bây giờ là ngày ông em phải ăn 6 bữa chứ không phải là ăn 3 bữa giống người bình thường. Thì có một bữa là ông em 3 bữa chính này, sau đó thì 3 giờ chiều này, 10 giờ đêm này, và bây giờ em đang ông em vẫn ăn thêm một bữa nữa vào 3 giờ sáng. Nên là em đang bảo là nên bỏ cái bữa 3 giờ sáng đấy thì tốt hơn hay là nên duy trì ạ? Thực ra là như vậy, ăn 3 bữa, 4 bữa, 5 bữa, 6 bữa, ăn đều 6 bữa hay Dạ. là ăn 3 bữa chính, 3 bữa phụ, 3 bữa lớn, 3 bữa nhỏ. Thì hiện tại bây giờ tất cả các hướng dẫn họ đều nói mỗi người là một thực thể khác nhau, cách ăn Dạ. hàng khác nhau. Thì sẽ dựa vào nhu cầu riêng của từng người mà tụi Hương sẽ chỉnh. Về Dạ. mặt nguyên tắc ha, lý thuyết là tụi Hương nên ăn càng ít bữa càng tốt. Về mặt À. lý thuyết nha, Dạ. cập nhật mới nhất. Còn cái việc mà chia đều 6 bữa là cái đó chỉ dành cho những người không dùng thuốc hoặc là giai đoạn đầu của đái tháo đường. Còn Dạ. một khi bạn đã dùng thuốc thì cái bữa ăn nó sẽ đi theo cái mô hình thuốc. Dạ. À Cho vâng, nên là em. Hương phải có thời gian để tìm hiểu thêm về ông của bạn á, thì Hương mới Dạ. đưa lời khuyên nó xác đáng được. Dạ, em cảm ơn bác sĩ ạ. Dạ vâng ạ. Khương Huỳnh hỏi Hương là Khương phải không Khương? Dạ vâng đúng rồi ạ. Hương cảm ơn Thương. Dạ vâng Vậy ạ. có bạn Thương, có bạn Khương hỏi Hương á, là nhân viên y tế và Khương muốn tìm hiểu cái quyển đó. Cái quyển đó là hiện tại là đang phát trong các khoa nội tiết của các bệnh viện. Của các bệnh viện á Khương. Khương hỏi khoa nội tiết của bệnh viện Khương á. Tại vì cái đó là tài liệu nội bộ dành cho bác sĩ. Mà nó y chang như cái chương trình mà Hương viết cho Đài bây giờ. Nó y chang. À, Rồi. bác sĩ Huy thì mình có nãy giờ mình có nhắc đến cái chương trình của mình á, thì cũng có một số khách đặt câu hỏi là nhờ bác có thể giới thiệu thêm về cái khóa học của mình, tại vì công việc của bạn đó rất là bận và thường về trễ nên là sợ là không có tham gia đầy đủ được á. trời ơi, bạn nói y chang như cô giáo Hương nói luôn á, cô giáo Hương tiểu đường, đái tháo đường, mà Hương nói cô học cái này đi, cô biểu học nhiều không Hương, cô không có thì giờ đâu Hương. Trời ơi, cái Hương mới nói cô ơi cô, em cũng đâu có siêng đâu cô, cho nên khi mà em nghĩ ra cái một cái khóa học đi cùng với các chuyên gia khác á, là em cũng đã những cái gì mà cần lắm mới đưa vô, mọi thứ chuyển thành clip để giải trí hết trơn rồi. Còn mỗi một ngày, mỗi một tuần á, chỉ dành cho 2 buổi, 2 buổi trong tuần vào buổi tối hoặc là có thể là ban ngày mình sẽ gặp với chuyên gia, rồi có tuần thì mình sẽ gặp với huấn luyện viên riêng của mình để họ gỡ rối cho mình những cái gì mà chuyên gia không có thời gian nói chuyện thêm, thì có thêm một người đồng hành nữa để gỡ rối cho mình. Thì mỗi một tuần vậy chi mình bỏ ra có tuần 1 tiếng, có tuần nhiều lắm là 3 tiếng, tổng 8 tuần có 24 tiếng đồng hồ là chúng ta đã hiểu tất tần tật những cái thứ thuộc về tiểu đường, bởi vì nó đã được tóm lại, rút lại. Nó giống như hồi nãy mà Hương chia sẻ cho mọi người về cái chế độ ăn á, khi mà bạn đã hiểu tới tận cùng thì bạn thấy rằng nó chỉ có vài slide thôi là bạn đã hiểu tới gốc của vấn đề rồi. Nó đâu cần, Hương đâu có nói với bạn à bạn hãy ăn 3 cộng rau, 4 cộng hành, 3, 5 lá thịt. Khi bạn không hiểu được cái gốc á, thì bạn sẽ đi hoa lá cành rất là mệt mỏi. Còn trong cái khóa học tụi Hương cô đọng lại nói cho bạn ngắn thôi, cái gốc nó là vậy đó, bạn nắm đi thì cỡ gì bạn cũng xoay sở được về chế độ ăn hết. Cho nên trong cái khóa học nó là như vậy, đó là những thứ ngắn gọn, ứng dụng, miệng liền. Tại vì chúng ta bận rộn lắm, đâu ai quấn. À, có một câu hỏi là lúc nãy có nghe bác nói là tất cả các cái thao tác như là học bài, đo đường huyết đều đều qua app ứng dụng của Diabetes thì
có cái có người hỏi là cái app nó có khó thao tác không ạ, và làm thế nào để tải được ạ? À, cái này chắc nhờ sao ta, trời cái app đó là cái app tiếng Việt hoàn toàn, trời ơi, từ đó tới giờ mấy bệnh nhân của Hương điều trị đái tháo đường đó, Hương toàn phải viết giấy, phải làm một cái form giấy cho họ viết vô, rồi Hương ngồi cũng coi, rồi lưu, rồi cũng mất lên mất xuống. Rồi còn những cái app mà theo dõi đái tháo đường hiện tại đó, trước đây đó, toàn là tiếng Anh không à, đâu phải ai cũng biết đâu. Thì cái app này nó hoàn toàn Việt hóa luôn, tiếng Việt không à, đọc hiểu liền à, mà nó cũng có màu nữa, nhìn cũng vui nữa. Mọi người có thể tải, nếu như mọi người có cái gì mà không hiểu thì có thể hỏi cái bạn mà giới thiệu mình vô trong cái buổi hôm nay á, thì họ sẽ chỉ cho bạn cái cách tải app. Bạn cứ lên trên cái ổ, lên trên cái gì, cái tải app của điện thoại của mình á, đánh chữ Dabi vô là mình thấy được liền à. Dạ em xin nhờ, chắc em xin nhờ bộ phận kỹ thuật admin đó, mình có thể để cái đường link để khách có thể tải app ở trên trên ô chat của Zoom hoặc là trên ô chat của Facebook của mình nha. Có khách của họ tới ạ. Huyền Phạm là ai ta? Huyền ơi, cái quyển đó là quyển của nhân viên y tế, là quyển nội bộ. Thì cái đó thường là như tụi Hương thì tụi Hương sẽ đọc dễ hiểu hơn. Nhưng mà Hương đã chuyển tải những cái đó vào trong cái khóa học và nói bằng clip, trong khi nó sẽ dễ hiểu hơn là mình đọc chữ. Có một câu hỏi về chương trình của mình, thì câu hỏi là cái chị này hỏi cho ba của mình, đó là ba em có thể tự học được hay không, hay là có cần với người thân phải ngồi kế bên để mà học kèm, tại vì chị sợ là chị không có thời gian để mà cùng đồng hành với cha ba mẹ trong cái thời gian của chương trình đó. Cái này chắc là nhờ bên các bộ phận của mình trả lời giúp Kim Hương được không? Thường thì Hương thấy là trong 4 khóa học vừa rồi á, thì các cô chú anh chị lớn tuổi vẫn tham gia được. Tại vì nó chỉ có vài thao tác thôi à. Nhấn, rồi ngồi nghe. Vậy thôi. Tại vì đã link nó có sẵn ở trong Zalo, chỉ có một cái quan trọng nhất là biết xài Zalo thôi. Mọi thứ là cứ click vô trong cái đường link đó, nó mở ra. Vậy thôi. Còn cái app á, thì nó cũng rất là dễ, tại vì nó thiết kế dành cho người lớn tuổi mà, cho nên cái nào cái nó bự như vậy nè. Mình nhìn vô, mình vừa nhìn hình, mình vừa đọc chữ là mình hiểu rồi. Kính thưa cô chú anh chị, nếu mà mình có bất kỳ những cái câu hỏi hay là thắc mắc cần Dabi giải đáp về khóa học á, thì mình có thể để lại số điện thoại và tên, thì Dabi sẽ liên hệ lại với cô chú anh chị. Hoặc là mình inbox vào cho fanpage của chương trình nha. Hương thấy nãy giờ Hương Giang có giơ tay lên, Hương Giang muốn hỏi gì Hương Giang? Còn chương trình còn thời gian không dạ MC? Dạ mình còn khoảng 10 phút nữa chị. 10 phút. Yeah. Giang ơi, Giang muốn hỏi gì Hương Giang? Có hỏi gì Hương không? Không, Hương trả lời nha. Hương trả lời cho bạn Thu Giang. Thu Giang hỏi Hương là đái tháo đường thai kỳ thì có được tính trị số HbA1c là bao nhiêu? Giang ơi, tại vì đái tháo đường thai kỳ là đái tháo đường nó xuất hiện trong cái thai kỳ đó và thường nó sẽ mất đi khi bạn sanh bé ra. Cho nên là thường trị số HbA1c nó có tính tham khảo nhưng nó lại không phải là quan trọng nhất. Tại vì khi mà bạn từ tuần thứ 24 trở đi thì tụi Hương bắt đầu cho bạn uống nước đường để tầm soát cái đái tháo đường thai kỳ. Thì khoảng 40 tuần là mình sanh rồi, cho nên đâu đó chỉ có khoảng tầm quanh 3 tháng gì đó là bạn biết được mình đái tháo đường. Trong khi chỉ số HbA1c á, thì nó là cần có một cái khoảng thời gian từ 3 đến 6 tháng để thể hiện đầy đủ các chỉ số. Cho nên tụi Hương không quá quan trọng số HbA1c trong đái tháo đường thai kỳ. Tuy nhiên có những trường hợp khi tụi Hương thấy cái nghiệm pháp uống đường nó cho một cái trị số bất thường mà tụi Hương nghi ngờ là bạn bị tiểu đường trước đó, thì tụi Hương chắc chắn sẽ xét nghiệm thêm HbA1c cho bạn để nghĩ rằng bạn là đái tháo đường tiếp 2 thiệt trước đó, hay là bạn chỉ là một người đái tháo đường mắc phải trong thai kỳ mà thôi. Thì giá trị chính của HbA1c nằm ở đó. Rồi sau khi bạn sanh xong, tụi Hương sẽ test lại HbA1c. Còn để mà theo dõi việc thay đổi HbA1c trong cái thai kỳ của bạn thì nó không phải trị số chính tụi Hương đo.
Quang hỏi Hương tác dụng phụ của thuốc uống tiểu đường đối với cơ thể. Hiện tại có quá nhiều nhóm thuốc uống tiểu đường đối với cơ thể. Chúng ta đang sử dụng thuốc đái tháo đường á, rất là nhiều nhóm. Thì hiện tại dường như các dòng thuốc mới tác dụng phụ rất là ít, rất là ít. Và khi tụi Hương sử dụng thuốc là tụi Hương đã cân nhắc việc tăng liều từ từ. Cho nên cái tác dụng phụ của thuốc gần như không đáng kể lắm. Ngoài ra một số thuốc tiểu đường còn có tác dụng bảo vệ tim mạch nữa, đồng thời có thể làm giảm cân nữa. Cho nên hiện nay có thể nói các dòng thuốc mới của đái tháo đường rất là tốt và nó đang đi vào cơ chế của đái tháo đường rất là sát. Cho nên là trong trường hợp cần thiết chúng ta nên uống thuốc và không nên ngại với nó. Hồng hỏi Hương là tiếp một tiêm insulin lâu dài có ảnh hưởng không? Khi tiêm insulin lâu dài thì chắc chắn nó ngoài cái việc thứ nhất insulin nó tốt là nó làm cho gan thận mình không phải làm việc, tại vì giống như là cho tiền. Còn khi bạn uống thuốc á, là bạn bắt cơ thể phải biến cái thuốc đó để ra tạo ra tiền rồi để cho cơ thể xài. Còn khi bạn dùng insulin là bạn giống như cho tiền cơ thể xài luôn đi, khỏi làm gì cân nghỉ đi kiểu vậy. Thì cho nên là nó sẽ đỡ hại gan thận. Vì vậy mà nhưng mà nó có tác dụng phụ của nó là insulin khi bạn tiêm lâu cái vùng đó bạn có thể bị tăng tích mỡ cái vùng đó, cho nên đặc biệt bạn tiêm ở bụng hoặc đùi bạn sẽ thấy cái chỗ đó nó hơi ứ mỡ nhiều. Thì đó là cái tác dụng mà tụi Hương thường thấy nhất đối với người tiêm insulin lâu dài tiếp một. Còn ngoài ra có những tác dụng phụ nhỏ 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 thì thực ra nó không quá lớn. Tại vì bây giờ insulin rất là tinh khiết. Vũ Quang hỏi Hương là tiêm thì tiêm hơn hay uống thuốc hơn? Chà, mấy cái này á, Hương nghĩ á, là nếu mà mình có dịp á, là trong những cái khóa học thì khi mà nói về chuyên đề về thuốc, thuốc uống như thế nào, thuốc tiêm như thế nào, lợi thế ra làm sao, thì trong cái khóa học á, nó sẽ có những cái clip đó thì Quang có thể sẽ hiểu sâu mà rất là dễ hiểu chứ không có khó. Mỗi cái clip mà tụi Hương trình bày ra chỉ khoảng chừng 5 phút cho tới 10 phút là tối đa. Thì một cái chủ đề nó chỉ có nhiêu đó mà mình nghe khoảng chừng có 20 cái clip như vậy thôi trong một khóa học. Nó không khó. Dạ, sẵn mình đang nói về khóa học thì Đai Bi xin thông báo là Đai Bi sẽ dành tặng 3 phần quà cho 3 cô chú anh chị mà đăng ký tham gia khóa học trong livestream ngày hôm nay. 3 cô chú anh chị đầu tiên đăng ký tham gia khóa học ngày hôm nay. Nếu cô chú anh chị muốn tham gia và mong muốn được tư vấn thì hãy để lại số điện thoại hoặc là liên hệ hotline. Ở trong phần chat em có để cái số điện thoại của Đai Bi hoặc là inbox fanpage của chương trình. Đã vậy? Ủa cái này sao chị không biết vậy? Tôi được tặng nữa hả? Ngồi nghe livestream được tặng nữa hả? Mới biết luôn. Sướng vậy. À, thật ra đó nhiều khi á mình mua một cái lọ thực phẩm chức năng hoặc một cái lọ bột gì đó tiền triệu mà chúng ta nó chỉ có giải quyết một cái câu chuyện ngắn gọn trong một thời gian trong vòng chừng 1 tháng gì đó với cái lọ thuốc đó hoặc với cái hũ bột đó. Còn với một cái khóa học mà cái kiến thức mình có thể xài suốt đời mà đã được tinh chế tinh lọc lại từ những người đã quá nhiều kinh nghiệm trong cái chuyên ngành của mình thì thật ra có thể nói rằng nó không thể đong đếm bằng cái là bao nhiêu tiền được. Mà rất là tiếc là nhưng chị Sơ tính vốn lười mà trời ơi ngồi học cũng mệt mỏi lắm. Vì vậy á, mà cái khóa học làm sao mà ngắn gọn được thì đó là một cái sự cố gắng của Đài Bi. À, không biết rằng là nãy giờ các cô chú anh chị có còn gì muốn hỏi thêm về về bệnh của mình, về những biến chứng, về những cái mình lăn tăn, và không biết rằng ngày mai mình có định thay đổi lối sống hay không hay là thôi để từ từ suy nghĩ. Về chi phí của khóa học thì anh chị có thể để lại số điện thoại và tụi em sẽ gọi liên hệ trực tiếp với anh chị. Hiện bên em đang có 2 khóa, thứ nhất là khóa nhóm và khóa cá nhân. Thì anh chị cứ để lại số điện thoại và bên em sẽ liên hệ để tư vấn trực tiếp cho anh chị luôn ạ. À.
Bây giờ chị Đào nha, chị Đào coi như chị Đào là người đăng ký đầu tiên rồi đó. Ủa vậy hả? Đăng ký đầu tiên là miễn phí hả Uy? Dạ đúng rồi. Thôi xuống nha. Còn hai phiếu nữa nha mọi người ơi. Rồi bây giờ trong lúc mà còn lại vài phút, mọi người cứ việc tranh thủ hỏi Hương, hỏi thêm cái gì cũng được, về những cái mà cái gì Hương có thể chia sẻ được thì Hương sẽ chia sẻ. Thật ra cái hồi xưa đó, hồi xưa cái gốc đó là Hương là bác sĩ nội tiết. Rồi sau khi điều trị bệnh nhân một thời gian á, thì cảm thấy là cái việc mà mình tư vấn về chế độ ăn nó không thể nào thỏa mãn được cho người bệnh của mình. Và đôi khi mình nói nó không có giúp được tới tận cùng cho bệnh nhân. Cho nên là tôi bỏ ra thêm cho tới bây giờ, từ 2013 cho tới bây giờ là bỏ ra 9 năm nữa để học về dinh dưỡng tiếp, để đi song song hai cái đó để hoàn thiện cái bộ điều trị của mình. Cho nên vì vậy những hướng dẫn của tôi nó ngoài cái việc về dinh dưỡng không, thì nó là sự phối hợp kinh nghiệm về đái tháo đường chung và cũng như thực tế điều trị của bệnh nhân, để có thể đưa ra cái gì đó mà người bệnh của mình có thể theo đuổi được và nó hợp lý. Chứ còn không phải là đái tháo đường là cái gì đó nó tận thế, hoặc là phải thay đổi một cái lối sống mà nó không còn về bình thường, thì điều đó là không đúng. Khi mà mình hiểu tới tận cùng của vấn đề thì mình sẽ thấy rằng chế độ ăn đái tháo đường nó không có gì quá đặc biệt, và thậm chí nó còn healthy nữa. Và chế độ ăn đó nó còn giúp cho mình chống lão hóa nữa. Chế độ ăn đái tháo đường chính là chế độ ăn mà mọi người đều nên theo đuổi, chứ không phải chỉ riêng dành cho người đái tháo đường không. Nó chính là chế độ ăn eat clean luôn đó. Chắc sẽ Hương cho tôi hỏi tí xíu nha. Dạ. Dạ. À, khi mà lúc trước tôi đi khám ở bệnh viện thì bác sĩ thường thường khám xong và hay thường thường có những cái câu hỏi xung quanh về, về bệnh của mình. Ví dụ như là anh uống thuốc này có ổn hay không, anh uống thuốc này có bị cảm thấy dạ dày nó có ổn hay không, hay là có triệu chứng gì khác hay không. Rồi trong mấy cái câu hỏi đó thì tôi có nghe mà bác sĩ là hỏi là anh có bị uống thuốc này có bị tức ngực hay không. Thì tôi nhớ là cũng có lần tôi uống, tôi cũng nó dường như nó cũng cũng có lâu lâu nó cũng có bị tức ngực, tức cực. Dạ. Rồi sau này thì tôi cũng có nói với bác sĩ như vậy, thì cũng có điều chỉnh thuốc lại, nhưng mà lâu lâu thì tôi cũng có hay gặp tình trạng đó. Thành ra tôi muốn hỏi bác sĩ là cái đó tôi không rõ nguyên nhân nó là như thế nào nhé. Dạ thưa, cái mà anh Hương nói là nó triệu chứng về tim mạch. Triệu chứng về tim mạch của mình nó sẽ có hai thứ. Một là nó là biến chứng bình thường của đái tháo đường. Dù cho anh có kiểm soát đường huyết tốt cấp mấy thì những biến chứng nó vẫn xuất hiện, chỉ là nó xuất hiện chậm mà thôi. Và một trong những biến chứng nhiều nhất gặp trong đái tháo đường là tim mạch. Nhưng biến chứng mà gây chết chóc nhất, mà làm cho mình sợ nhất là suy thận. Nhưng mà cái bạn mà kế mà làm cho mình sợ không kém đó là tim mạch. Nhưng thường mình bỏ qua. Nè, cái thứ hai nữa, trong những cái thuốc anh uống á, thì có những thuốc rất là tốt, nhưng nó cũng có một cái tỷ lệ rất nhỏ tác dụng phụ của nó. Cho nên bác sĩ điều trị cho anh có thể nói là một người rất là kỹ lưỡng và chi tiết mới hỏi đến những tác dụng phụ đó. Và em nghĩ rằng là nó là rất là nhỏ trong cái việc sử dụng thuốc. Còn về mặt nhìn chung, khi mà anh điều chỉnh được đường huyết tốt, điều chỉnh lại thay đổi lối sống của mình tốt, thì anh đã chặn đứng và làm rất chậm lại biến chứng của mình. Có những bệnh nhân của em cho tới thời điểm bây giờ, có người thì còn sống, có người thì đã đi rồi, nhưng 20 năm thận vẫn chạy tốt. Như vậy là nếu như mình làm tốt á, thì những biến chứng nó sẽ rất chậm xuất hiện. Những cái nhỏ 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 đó là do bác sĩ của anh rất là chi tiết mới hỏi anh điều đó và điều chỉnh nhìn theo đó. Ngoài ra anh cũng nên kiểm tra thêm, ví dụ như là điện tim gắng sức, siêu âm tim, siêu âm động mạch cảnh, và thỉnh thoảng thì mình có thể chụp mạch vành nếu mình nghi ngờ. Đó là những thứ mình tầm soát về tim mạch.
Cảm ơn bác sĩ. Dạ anh Hưng, anh Hưng có bà xã bác sĩ mà, ngon rồi. Dạ lúc nãy có anh chị thắc mắc về chi phí của khóa học thì em xin giải đáp thắc mắc cho anh chị là hiện nay Dabi đang triển khai hai gói học là học theo nhóm, chúng ta có phí là 1,2 triệu một khóa cho 8 tuần, và học cá nhân có huấn luyện viên một kèm một một với mình đồng hành cùng với mình trong suốt 8 tuần có phí là 2,4 triệu ạ. Và chương trình dành tặng 3 suất miễn phí cho 3 anh chị hiện nay còn đúng 1 suất cuối cùng. Đúng vậy. Dạ. Dạ nếu mà anh chị có muốn tham gia chương trình thì mình để lại số điện thoại hoặc là liên hệ với hotline của chương trình. À, dạ rồi, em ghi nhận lại số điện thoại của chị Thu Phạm nha. Xin nhờ bộ phận kỹ thuật liên hệ với chị Thu Phạm giùm em nha. Số điện thoại chị Thu Phạm ở trên phần chat đi ạ. Ok, bây giờ làm. Nãy giờ Hương có thấy được ở trong cái Zoom của mình có vài bác sĩ tham dự trong Zoom. Hương rất là cảm ơn và cảm kích quý đồng nghiệp đã cùng tham gia trong buổi Zoom và quan tâm tới cái chủ đề này. Nếu như mà quý đồng nghiệp có muốn hỏi gì thêm Hương thì Hương sẽ xin phép được chia sẻ, tại vì là người đồng nghiệp thường sẽ chia sẻ kiểu khác. Các anh chị đồng nghiệp có thể liên hệ với Hương để cùng nhau tìm hiểu thêm về làm sao để thay đổi lối sống cũng như là cái cách ăn uống cho người đái tháo đường cho đúng. Và rất là may mắn là Hương đã viết cái chương trình dinh dưỡng cho đái tháo đường, tại Hương phụ trách chính về dinh dưỡng cho đái tháo đường Dabi, đồng thời thì Hương cũng phụ trách toàn bộ lớn cái chương trình chung. Ngoài ra Hương còn có những chuyên gia khác nữa, không phải một mình Hương, để xây dựng nên cái chương trình này. Thì tụi Hương 17-18 năm trong cái ngành này thì cũng mong có thể đem lại những cái gì đó có thể hỗ trợ cho các bạn cũng như là các anh chị ở ngoài. Tại vì đó giờ ẩn núp ở trong bệnh viện lâu quá rồi, cho nên cũng muốn đem những cái điều gì mà mình đã đúc kết được đem ra, chứ để ẩn mai danh ẩn tích hoài cũng không tốt. Dạ, thì đến bây giờ là chương trình mình cũng gần hết thời lượng rồi, thì em cũng xin gửi lời cảm ơn đến tất cả anh chị đã theo dõi chương trình đến thời điểm hiện tại, và cũng xin cảm ơn anh chị đã đăng ký và để lại số điện thoại cho Dabi. Thì trong vòng 24 tiếng cho đến 48 tiếng thì Dabi sẽ liên hệ lại để tư vấn cho anh chị ạ. Thì không biết là bác Hương còn gì để tóm lại hoặc là chia sẻ với các vị khách hôm nay của chúng ta không? Cảm ơn Uyên. Hương sẽ muốn nói gì ta? Thứ nhất, Hương nói về mình đi. Nãy giờ mọi người có thể lướt qua tiểu sử của Hương, nhưng mà tại sao Hương lại đắm đuối với cái chuyên ngành đái tháo đường này cũng như về dinh dưỡng? Thì thực ra nó đi từ cái nhu cầu cá nhân của mình. Nói gì nói chứ gì cũng từ mình, nó chắc ăn. Nó là đi từ, tại vì gia đình của Hương là tiểu đường không à, cho nên là ngoài cái việc Hương phải học về chuyên ngành nội tiết thì Hương cũng học luôn chuyên ngành về dinh dưỡng tự sử luôn. Cái thứ hai nữa là trong cái hành trình đi cùng với người thân của gia đình đó, thì có những cái điều Hương cảm thấy nó thiếu, nó không thỏa mãn được và nó không có hữu dụng lắm đối với người bệnh. Cho nên là Hương phải mày mò trong đó để cuối cùng làm ra được cái điều gì đó mà nó có tính ứng dụng cao, dễ hiểu cho người bệnh. Và vì vậy chương trình thay đổi lối sống dành cho Dabi, nó là một cái chương trình đem từ Mỹ về, nhưng nó là Việt hóa theo cái quyển mà hồi nãy Hương nói với các bạn, và rất là mừng. Mặc dù đây là quyển đầu tiên xuất hiện cho nội bộ bác sĩ vào tháng 2 năm nay, nhưng có thể nói rằng nó hoàn toàn gần như trùng khớp với những gì Hương đã viết cho Dabi. Điều đó Hương rất là mừng. Và như vậy rằng Hương đã đưa cho mọi người cái điều mà khoa học chính xác. Và cuối cùng thì Hương mong rằng chúng ta làm gì cũng được, nhưng chúng ta hãy nhớ là một khi chúng ta đã có sự rối loạn về đường, tức là tiền tiểu đường, hoặc đái tháo đường tiếp 1, tiếp 2, hoặc bạn chỉ là người đái tháo đường thai kỳ, thì tất cũng tật, thì chúng ta đều có nguy cơ của nó, và chúng ta phải tích cực trong cái việc điều trị. Điều trị nó có hai mảng. Một là bạn điều trị dùng thuốc,
nếu cần. Cái một cái điều mà rất quan trọng nữa là bạn phải thay đổi chính cái lối sống của mình, và thay đổi nó là từ việc ăn uống, vận động, cái việc biết về bệnh của mình để không stress, và cuối cùng là bạn cảm thấy thư giãn và không căng thẳng quá với bệnh của mình, thì mình mới có thể thoải mái và đi lâu dài với bệnh được, chứ không mình stress chết. Đó chính là những gì mà Hương muốn trao đổi với mọi người, và Hương kính chúc tất cả các cô chú, anh chị, các bạn, các em, nếu chưa bị thì đừng bị, nếu bị rồi thì không bị nặng nữa, nếu mà lỡ mà bị nặng thì sẽ lui lại được, và chúng ta tìm được một cái chỗ mà tin cậy để có thể trao đổi về bệnh của mình. Chân thành cảm ơn tất cả các cô chú, anh chị. Dạ, dạ, xin cảm ơn bác sĩ Hương. Và đến bây giờ thì chương trình xin chính thức được khép lại. Xin cảm ơn cô chú anh chị đã theo dõi trên Zoom, và cũng như cô chú anh chị đã theo dõi cùng với Dai Bi ở trên fanpage. Bên em sẽ liên hệ lại nếu cô chú anh chị để lại số điện thoại. Cảm ơn cô chú anh chị đã tham gia chương trình ngày hôm nay. Cảm ơn bác sĩ Hương. Cảm ơn. Chúc mọi người một đêm ngon giấc và cuối tuần vui vẻ. Mọi người nhớ ngủ nha, ngủ sớm nha. Lúc khuya làm tăng đường huyết đó. Dạ rồi, cảm ơn ạ. Cảm ơn. Tạm biệt mọi người.